Chào mừng mọi người đã đến với kênh Hảo Tiger. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tập mới của bộ đấu phá thương khung. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ở tập trước, sau khi Tiêu Viêm đang cùng lão giả thần bí đi về Thiên Minh Cốc thì bất chợt gặp đám người y ma giáo chặn đường với ý định bắt Tiêu Viêm để lấy dị hỏa trên người hắn, nhưng được sự giúp đỡ của hai người là Vân Phong và Hùng Nguyên trợ giúp nên rất nhanh chóng đã đánh đuổi được đám người y ma giáo đi. Ngay sau đó, nhận thấy hành tung của mình đã bị bại lộ, sẽ dẫn đến không ít phiền phức, nên vị lão giả thần bí dẫn theo ba người Tiêu Viêm nhanh chóng về Thiên Minh Cốc. Lúc này, vị lão giả đem ra một hòn đá tỏa ra quang mang chói lóa, bốn người rất nhanh chóng theo luồng quang mang đó mà biến mất khỏi không trung phía trên vùng rừng rậm. Thiên Minh Cốc tọa lạc trên đỉnh núi Đế Mạch, đứng trên không, cúi xuống nhìn, mây khói lượn lờ, một vệt cầu vồng treo giữa không trung ngọn núi chia làm bốn tầng kiến trúc lần lượt là đài tinh thần đấu trường so tài điện tấn cấp cung đấu kỹ những nơi này đều có phong cảnh đặc biệt của riêng mình cả bốn kiến trúc đều to lớn khiến người ta nhìn mà choáng ngợp trong đó thiên minh cốc chính là kiến trúc hùng vĩ nhất những phòng ốc khác đều mang đặc sắc riêng phòng ốc tạo thành hình tròn mỗi một căn phòng đều có một trận pháp kỳ dị có tác dụng phụ trợ tu luyện nơi này so với đấu khí đại lục có thể nói là cách biệt một trời một vực ngay cả cổ tộc cũng chưa từng có những kiến trúc xa hoa như vậy trong thiên minh cốc người đến người đi âm thanh luận bàn không ngừng vang lên lúc này trên đỉnh núi thiên minh cốc vài tia ánh sáng màu lam hiện lên bóng dáng của đám người tiêu viêm lập tức xuất hiện trên không vừa xuất hiện liền có người lao đến hiển nhiên là sợ có địch nhân xâm phạm ở đế châu có năm thế lực lớn theo thứ tự là tiêu tộc thiên minh cốc diệt tộc huyễn yêu tộc y ma giáo năm thế lực lớn này mỗi thế lực đều chiếm cứ một phương ngoại trừ tiêu tộc cùng thiên minh cốc có quan hệ không tệ ra các thế lực còn lại đối chọi nhau rất gay gắt cướp đoạt tài nguyên lẫn nhau quan hệ đương nhiên sẽ không quá hòa hợp chính vì vậy việc phòng ngự tuyệt đối không thể lơi lỏng đám người tập trung tinh thần nhìn thấy người đến là minh đế lập tức cúi người nói bái kiến tổ tiên minh đế phất tay ra hiệu cho bọn họ không cần đa lễ bất chợt hỏi ta ra ngoài khoảng thời gian này trong cốc có xảy ra chuyện gì hay không gần đây có vẻ như mấy thế lực lớn có chút ngọ ngoe dục dịch Vừa rồi khi đang trở về, Y Ma giáo lại ngang nhiên ra tay, e rằng việc này không đơn giản như vậy, bọn họ hướng về Tiêu Viêm hay là mục đích thực sự là hướng về Thiên Minh Cốc, việc này khiến Minh Đế không khỏi có chút bận tâm. Đám người kia đứng lên, trong ba gã nam tử, một nam tử đứng giữa tiến lên, chắp tay bẩm báo nói, "Tổ tiên rời đi những ngày gần đây, chúng ta thật sự từng phát sinh xung đột với một vài thế lực, nhưng may mắn thực lực của đối phương không mạnh, thêm vào đó có Tiêu trưởng lão tương trợ, cuối cùng những thế lực này đều bị đánh lui, trong đó còn có hai thế lực lớn là ima giáo cùng huyện yêu tộc tham dự, những người khác đều là một vài bang phái nhỏ, đều đến vì mỏ, nhưng không tạo thành uy hiếp gì. Nghe đến hai thế lực lớn ima giáo cùng huyện yêu tộc, Minh Đế lập tức cao mày, tự định giá một hồi lâu, điền hướng về phía Hùng Nguyên phía sau, nói Hùng Nguyên, người mang tiêu viêm đi tham quan trước một chút, ta đi xử lý một vài chuyện. Hùng Nguyên gật đầu, Minh Đế liền dẫn ba người rời đi, Vân Phong đứng phía sau cũng chậm rãi rời đi hùng nguyên thật thà mỉm cười nói với tiêu viêm tiêu viêm đi thôi ta dẫn người đi tham quan thiên minh cốc một chút đứng ở chỗ này tiêu viêm thấy rõ toàn bộ phong cảnh của thiên ma cốc vô số ngọn núi tạo thành dãy núi uốn lượn xoay quanh đứng trên không trung nhìn lại giống như một con cốt long tràn đầy khí tức bá đạo tiêu viêm nghe vậy liền đáp được rồi làm phiền tiền bối hùng nguyên hắn cũng muốn nhìn xem đấu đế đại lục khác gì với đấu khí đại lục hùng nguyên cười gật đầu thái độ cực kỳ thân mật cởi mở nói nếu tiêu viêm huynh đệ không chê chúng ta liền gọi nhau huynh đệ đi tiền bối nghe không được tự nhiên cho lắm trong cốc một vài tia sáng chiếu xuống phong cảnh tươi đẹp của thiên minh cốc càng được hiển lộ rõ hơn hùng nguyên dẫn tiêu viêm chậm rãi bước đến người xung quanh nhao nhao ném đến ánh mắt khác thường đệ tử thiên minh cốc đều mặc y phục giống nhau tiêu viêm mặc quần áo khác loại tự nhiên khiến không ít người chú ý nhưng mà có hùng nguyên ở bên cạnh làm bạn ngược lại không ai tiến đến hỏi thăm thỉnh thoảng còn nghe thấy một vài người cung kính hành lễ vấn an hùng nguyên bởi vì hùng nguyên cởi mở cho nên ở trong cốc cũng tương đối được hoan nghênh trong nháy mắt bọn họ đã đi đến một nơi được gọi là đài tinh thần cấu tạo của đài tinh thần khiến tiêu viêm giật nảy mình đài tinh thần giống như một ngọn núi nhỏ lơ lửng giữa không trung diện tích không nhỏ thỉnh thoảng còn có không ít người lui tới hùng nguyên nhìn vẻ mặt kinh ngạc của tiêu viêm cũng không lấy gì làm lạ nghĩ đến bộ dáng không tiền đồ trước kia của bản thân khi mới đến trong lòng cũng dâng lên một tia hoài niệm hùng nguyên nhẹ nhàng nói đi thôi ta dẫn ngươi lên đó nhìn một cái tiêu viêm cũng theo sát phía sau chậm rãi bay lên sau đó đập vào mắt hắn là vô số người đang ngồi xếp bằng trong đó trên người mỗi người đều tỏa ra hào quang đẹp mắt vô số khí tức cường hãn đập vào mặt toàn bộ đài tinh thần giống như mặt hồ gợn sóng sóng nước dập dờn bên trong mỗi một đạo gợn sóng đều có không ít người xếp bằng tu luyện trên thân đều tản ra hào quang trói sáng tiêu viêm có chút rung động Quy mô tu luyện khổng lồ như thế, bản thân vẫn là lần đầu tiên thấy được, nhớ đến cuộc thi luyện dược năm đó, cũng chưa từng có đội hình như vậy, ánh mắt hắn đảo qua, cuối cùng dừng lại trên một tấm bia đá, ba chữ Đài Tinh Thần ánh lên hào quang nóng lánh, đập vào mắt Tiêu Viêm, sau đó, hắn theo sau Hùng Nguyên, bước vào bên trong Đài Tinh Thần, một loại năng lượng kỳ dị, ùn ùn kéo đến, đấu khí trong cơ thể của hắn lại có một tia dao động tăng lên, Hùng Nguyên giới thiệu với Tiêu Viêm, Đài Tinh Thần là nơi để đệ tử trong Thiên Minh Cốc tu luyện mỗi người đệ tử đều có vị trí riêng của mình, người ngoài không được tùy tiện tiến vào, một khi tiến vào sẽ quấy rầy người tu luyện, đương nhiên cũng sẽ xảy ra phân tranh. Nhưng nếu là thực lực của người đủ áp đảo người tu luyện, cũng sẽ không người nào dám nói xấu. Từ ngoài vào trong của đài tinh thần, thực lực càng mạnh càng đi sâu vào trong. Đài tinh thần cũng là một kiến trúc quan trọng của thiên minh cốc. Đài tinh thần chia làm 12 tầng, vùng trung tâm nhất ngay cả minh đế cũng không dám ở lâu. Bình thường, chỉ lưu lại một canh giờ liền phải rời đi có thể thấy được năng lượng ở trung tâm đáng sợ đến mức nào hai người tiêu viêm đang đứng ở tầng ngoài cùng ngược lại không chịu ảnh hưởng gì ngay khi tiêu viêm theo sau hùng nguyên nhìn cảnh quan xung quanh một vị thanh niên khuôn mặt tràn đầy bất đắc dĩ tiến về phía hai người tiêu viêm nói hùng nguyên sư ca có thể chỉ điểm cho ta một chút hay không cái đấu kỹ này ta có chút không rõ cho lắm dựa vào tính cách của hùng nguyên đương nhiên sẽ không từ chối trong thiên minh cốc chỉ cần không có quan hệ thủ địch với hùng nguyên đều thích tìm hùng nguyên từ sau khi hùng nguyên tấn cấp đấu đế nhị tinh những người trước kia có chút bất mãn với hắn cũng nhiều thêm vài phần kính sợ hùng nguyên cười tùm tìm tiếp nhận quyền trục trong tay thanh niên không chút do so dự nhìn một chút lập tức làm mẫu một lần cho thanh niên xem đồng thời cực kỳ kiên nhẫn giảng dài những điểm quan trọng cho thanh niên tiêu viêm nhìn hùng nguyên không nhịn được cười cười thật tâm hắn cũng rất thích tính cách của hùng nguyên sau khi hùng nguyên bắt đầu chỉ điểm tiêu viêm liền một mình tham quan phong cảnh đài tinh thần tiêu viêm bước đi ngược lại không chú ý nơi mình đang đứng một thanh niên với khuôn mặt hung ác nhìn thấy tiêu viêm bước vào khu vực tu luyện của mình lớn tiếng quát này tiểu tử đây là địa bàn của ta người cút ra ngoài cho ta tiến thêm một bước ta đánh gãy chân ngươi thanh niên này tên ngô vĩnh nổi tiếng bá đạo hơn nữa thực lực cũng không yếu đã đạt đến đấu đế nhất tinh trung kỳ theo suy đoán của hắn qua mấy trăm năm nữa ngô vĩnh có thể tấn cấp đấu đế nhị tinh đấu đế nhị tinh ở trong tộc cũng tương đối có địa vị tiêu viêm đối với sự mắng chửi này ngược lại không hề có phản ứng gì giống như không hề nghe thấy tiêu viêm biết bản thân vừa bước vào địa bàn tu luyện của người khác nhớ đến những lời giới thiệu vừa rồi của hùng nguyên liền xoay người muốn rời đi ngay khi tiêu viêm chuẩn bị rời đi thanh niên ngồi phía xa đột nhiên đứng bật dậy khuôn mặt lóe lên một tia sát ý nhìn bóng lưng của tiêu viêm lạnh lùng nói người không nghe thấy lời ta nói sao tiêu viêm nghe thấy thanh niên lên tiếng chậm rãi xoay người lại khí tức của người thanh niên này đương nhiên không thoát khỏi sự dò xét lực lượng linh hồn đế cảnh của tiêu viêm dựa vào những tin tức mà minh đế truyền cho hắn trong lòng tiêu viêm âm thầm suy đoán người thanh niên này chắc hẳn đã đạt đến đấu đế nhất tinh trung kỳ tiêu viêm nhớ mày một cái khuôn mặt bình tĩnh nói tại sao ta phải nghe ngươi thanh niên nhìn khuôn mặt tỉnh táo của tiêu viêm cũng không nhịn được khẽ giật mình trong thiên minh cốc ai bị gã gọi lại mà vẫn còn thong dong như vậy được chứ khóe miệng thanh niên lộ ra một đường cong quỷ dị ngược lại gã muốn thử xem thanh niên mặc áo đen trước mắt này có loại lực lượng ra sao lại dám nói chuyện với gã khiêu khích như thế thanh niên cười khẩy bá đạo nói tiểu tử rất can đảm mới đến sao xông vào địa bàn của ta còn dám mạnh miệng như vậy xem ra rất có thực lực tiểu tử cuồng vọng có ga luận bàn một chút không tiêu viêm chẳng qua chỉ là một đấu đế nhất tinh sơ kỳ trong mắt hắn giống như con sâu con kiến không chút uy hiếp tiêu viêm nghe vậy ánh mắt lóe lên một tia không vui ngược lại không hề sợ hãi nhìn thanh niên phách lối trước mắt nhiệt huyết trong cơ thể bắt đầu sôi trào chiến đấu hắn đã lâu không được giao chiến một trận thỏa thích tiêu viêm cũng rất muốn thử xem mấy chục năm tu luyện ở đấu khí đại lục hắn đã đạt đến tầng nào đấu đế nhất tinh trung kỳ đến tột cùng mạnh đến mức nào trong nháy mắt khát vọng chiến đấu dâng lên trong lòng tiêu viêm khoái miệng cũng lộ ra nụ cười quỷ dị khẽ gật đầu thanh niên cười lớn ha ha đúng là một tên tiểu tử cuồng vọng nhất tinh sơ kỳ lại dám cản rỡ như thế vậy ta sẽ cho ngươi hiểu biết một chút cái gì gọi là thực lực đấu đế nhất tinh trung kỳ tiêu viêm mỉm cười nhún vai giang tay ra nghi ngờ nói nhưng hình như trên tấm bia kia có viết nơi này cấm tranh đấu thanh niên liếc nhìn tiêu viêm nói nơi này không được chẳng lẽ đấu trường so tài còn không được hay sao có gan thì đi theo ta thân hình gã lập tức lao về phía xa tiêu viêm đương nhiên không cam lòng lạc hậu dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo sau trong người tiêu viêm mang theo dị hỏa đấu đế bình thường sao có thể so được trong nháy mắt tiêu viêm đã đuổi kịp thanh niên ánh mắt thanh niên lộ vẻ kinh hãi sắc mặt lạnh băng nhanh chóng đuổi theo tiêu viêm đành phải theo sát sau lưng thanh niên hắn vẫn chưa biết đường đến đấu trường so tài nhìn thấy tiêu viêm tụt về phía sau khuôn mặt thanh niên hiện lên một tia đắc ý nếu như gã biết tiêu viêm vẫn chưa dùng toàn lực chỉ sợ sẽ không đắc ý nổi một đấu trường so tài cực kỳ to lớn xuất hiện trước mặt tiêu viêm hai người đáp xuống đất lập tức ghi danh sau đó hai người đi đến trung tâm của đấu trường so tài gai chiến hết sức căng thẳng uy áp kinh người ùn ùn kéo đến khiến không khí xung quanh giống như bị hút khô làm cho người ta khó mà hô hấp khuôn mặt thanh niên hiện lên một nụ cười lạnh lạnh lùng nói tiểu tử có cần ta nhường ngươi một chút hay không đối mặt với nụ cười lạnh của thanh niên tiêu viêm nhẹ nhàng nói làm gì cũng nên trở lại một đường lui cho mình nếu không đến lúc hối cũng không kịp không nên kiêu ngạo quá sớm lời này khiến thanh niên có chút khó xử khuôn mặt thanh niên lộ ra vẻ tức giận bản thân gã chưa khi nào bị chọc giận như vậy lông mày thanh niên dựng ngược ánh mắt tỏa ra một cỗ sát khí làm người khác sợ hãi ngươi chính người muốn chết vậy đừng nên trách ta hùng nguyên chỉ đạo xong phát hiện tiêu viêm đã sớm không đứng bên cạnh hắn nhưng khí tức của tiêu viêm đương nhiên sẽ không thoát khỏi sự thăm dò của hùng nguyên sao lại đến đấu trường e rằng không phải chuyện tốt đẹp gì hùng nguyên sợ tiêu viêm xảy ra chuyện vội vàng bay về phía đấu trường tiêu viêm hét lớn một tiếng viêm đế chi thân thân thể của tiêu viêm lập tức bành trướng trở thành người khổng lồ cao vạn trượng xung quanh thân thể có vô số hỏa long vây quanh nhìn qua có chút kỳ dị ngô vĩnh cũng không chịu thua buông ra thân thể đấu đế của bản thân bành trướng lên từng chút từng chút một bàn tay mang theo âm thanh xé gió lao đến tiêu viêm thấy vậy cũng không hề trốn tránh trực tiếp đánh ra một quyền đón nhận công kích của đối phương một tiếng bùm trầm thấp vang lên trong không khí lan ra một vòng năng lượng mà mắt thường có thể nhìn thấy hai bóng người vạn trường thoáng chốc lùi về sau mấy bước khóe miệng tiêu viêm lộ ra một nụ cười khuôn mặt ngô vĩnh lộ ra vẻ kinh ngạc cái gì không có khả năng ngô vĩnh sao có thể không kinh ngạc tiêu viêm chẳng qua chỉ là đấu đế nhất tinh sơ kỳ lại có thể giao chiến trực diện với người có thực lực trung kỳ như mình nếu việc này truyền ra ngoài gã còn mặt mũi gì đấu đế nhất tinh trung kỳ bình thường đều không phải đối thủ của gã huống chi tên tiểu tử toàn thân bốc lửa trước mắt chỉ là một tên đấu đế nhất tinh sơ kỳ nhìn toàn thân tiêu viêm bị hỏa long vây quanh trong lòng ngô vĩnh không khỏi dâng lên một tia kinh ngạc tiêu viêm quát lớn một tiếng Đại thiên tạo hóa trưởng trong nháy mắt bàn tay hắn bành trướng lên gấp mấy lần hỏa long ngưng tụ trong lòng bàn tay một trường ấn to lớn đánh mạnh về phía ngô vĩnh sắc mặt ngô vĩnh khẽ biến đổi một chút một thanh trường thương dài vạn trường lập tức xuất hiện trong nháy mắt cùng lúc đó gã vội vã quát đế tật thương một thương ảnh to lớn hiện lên hai luồng năng lượng va chạm lúc này đại thiên tạo hóa trưởng của tiêu viêm lập tức tan vỡ trên khuôn mặt ngô vĩnh lộ ra một tia đắc ý sau khi đánh tan công kích của tiêu viêm trực tiếp đâm thẳng trường thương trong tay về phía tiêu viêm đột nhiên một thanh cự xích to lớn xuất hiện trước mặt tiêu viêm nhanh chóng chặn lại công kích từ thanh trường thương kia âm thanh kim loại va chạm vang lên thân hình ngô vĩnh bị chấn lui về sau mấy bước sắc mặt gã lạnh lùng âm hiểm nhìn chằm chằm vũ khí vừa xuất hiện trong tay tiêu viêm đúng lúc này một tiếng quát lớn vang lên sau lưng hai người dừng tay thân hình ngô vĩnh nhịn không được run lên chính là giọng nói của hùng nguyên sắc mặt hùng nguyên cực kỳ khó coi nói ngô vĩnh ngươi đang làm gì còn không mau chóng dừng tay lại cho ta nếu tiêu viêm có bất kỳ sơ suất gì ta làm sao mà ăn nói với minh đế đây ngô vĩnh nhìn thấy khuôn mặt ngập tràn tức giận của hùng nguyên gã lập tức cúi đầu thực lực của gã thua xa hùng nguyên cả vạn dặm hùng nguyên vừa lên tiếng gã lập tức không dám có động tác lúc này tiêu viêm lại cười nói ha ha hùng nguyên huynh vị sư huynh này chỉ đang cùng ta luận bàn một chút không có ý tổn thương ta xin hùng nguyên huynh đừng trách cứ hắn nghe tiêu viêm nói ngô vĩnh lập tức đỏ mặt gã không nghĩ đến cuối cùng lại là tiêu viêm cầu tình giúp gã vừa rồi bản thân còn quá đáng như vậy hùng nguyên hử lạnh một tiếng nói tiêu viêm ngươi không cần nói tốt cho hắn tính cách của tiểu tử này ta hiểu rất rõ sau đó hùng nguyên lập tức nhìn về phía ngô vĩnh đang cúi đầu im lặng tức giận quát lớn ngô vĩnh ngươi có biết hắn là người của tiêu tộc hay không người của tiêu tộc vừa nghe được mấy từ này ngô vĩnh lập tức bị dọa đến run lên ngay cả tổ tiên của mình cũng không dám mạo hiểm trêu chọc tiêu tộc nếu tiêu viêm thật sự trách tội e rằng ngay cả minh đế cũng không giữ được gã hùng nguyên hư lạnh nói may mà tiêu viêm huynh đệ không trách tội ngươi nếu không ngươi cũng không có khả năng đứng đây nói chuyện với ta chẳng qua là ngươi vẫn nên chịu chút trừng phạt đi yêu cốc chịu phạt một năm đi yêu cốc là nơi mà thiên minh cốc mở ra chuyên để trừng phạt những đệ tử vi phạm kỷ luật trong đó có vô số quái thú nhưng đều chỉ là giả lập những đệ tử vào đó chịu phạt sẽ phải nhận hết nỗi khổ ra thịt ngô vĩnh không dám nói lời nào đành phải gật đầu khôi phục thân hình tiêu viêm cũng khôi phục thân hình đoán biết yêu cốc mà hùng nguyên nhắc đến hơn phân nửa sẽ không phải nơi tốt đẹp gì lắc đầu nói hùng nguyên huynh vẫn là bỏ đi chỉ là luận bàn bình thường thôi không cần phải trừng phạt vị sư huynh này hùng nguyên nhìn thoáng qua ngô vĩnh đang ủ rũ cúi đầu thở dài một hơi rồi để cho ngô vĩnh tự mình rời đi hắn không nghĩ đến bản thân chỉ tách ra một lúc liền xảy ra việc như vậy nếu vừa rồi tiêu viêm bị thương vậy hắn làm sao giải thích với minh đế tiêu lão đầu còn đang ở trong cốc chờ đón người hùng nguyên lắc đầu cười khổ một tiếng hùng nguyên nói tiêu viêm huynh đệ không có việc gì thì tốt rồi đấu trường này cũng đã tham quan ta tiếp tục dẫn người đi xem cùng đấu kỹ cùng với điện tấn cấp lần này hắn không dám rời khỏi tiêu viêm người có tính cách bá đạo trong cốc cũng không ít thêm vào đó với khí tức đầu đế nhất tinh sơ kỳ của tiêu viêm đương nhiên sẽ đưa đến không ít phiền phức sau khi hùng nguyên dẫn tiêu viêm tham quan toàn bộ phong cảnh trong cốc sắc trời cũng dần tối xuống đây là ngày đầu tiên tiêu viêm đến đấu đế đại lục một ngày này lại dấy lên khát vọng đã nhiều năm chưa từng xuất hiện trong lòng hắn đó là nhanh chóng để cao thực lực của bản thân trang tròn như chiếc mâm bạc bầu trời đầy sao trong đài tinh thần giữa tầng mây cao vút tiêu viêm nằm ở nơi cao nhất nhớ đến trận đấu xảy ra hôm nay vươn bàn tay mang theo chút tàng thương lên cảm giác giống như mười mấy năm trước ánh mắt hắn xuyên qua khe hở giữa các ngón tay nhìn vầng trăng bạc sáng vòng vặc trên bầu trời nhớ đến trận đấu lúc chiều tiêu viêm khẽ thở dài một hơi trong lúc chiến đấu hắn cảm nhận được trên thế giới này tựa hồ có một loại năng lượng đặc thù đang áp chế lực lượng của hắn đây rốt cuộc là loại lực lượng gì khát vọng đối với thực lực lập tức dâng lên trong lòng tiêu viêm tiêu viêm miễn cưỡng thu tay về hai tay gối ra sau gáy trận ly biệt hôm nay khiến cho tiêu viêm có chút hoảng hốt trong lòng tiêu viêm mảnh đại lục đã nuôi dưỡng hắn đến lúc trưởng thành sao hắn có thể buông bỏ được nhưng nghĩ đến con đường dài rằng giặc đang chờ mình ở phía trước tiêu viêm có chút hưng phấn lại có chút lo lắng lần này bản thân cũng không biết đến khi nào mới có thể trở về hắn không khỏi nghĩ đến những khuôn mặt mê người cùng với thân hình mềm mại trắng nõn còn có đám hải tử kia của hắn trong lòng cũng có chút cô đơn đúng lúc này hùng nguyên đột nhiên lên tiếng hỏi huynh đệ đang suy nghĩ gì hùng nguyên cũng học theo tiêu viêm nằm xuống ngước nhìn bầu trời đầy sao tiêu viêm nhàn nhạt thở dài còn có thể suy nghĩ việc gì đương nhiên là nhớ nhà chẳng lẽ ngươi không nhớ nhà sao hùng nguyên mỉm cười lập tức lắc đầu đáp ta không nhớ nhà bởi vì ta không có nhà chỉ có nơi này mới là nhà của ta ta chỉ là một phần tử bị gia tộc vứt bỏ ta cần gì phải hoài niệm đúng rồi huynh đệ ta nói cho ngươi biết ngươi đã đến nơi này vậy sẽ không thể trở về đấu khí đại lục được nữa tiêu viêm nghe xong lập tức bị dọa đến bật dậy có phải minh đế đã quên nói việc này với hắn hay không tiêu viêm lập tức kinh ngạc hét lớn không thể nào không thể trở về được sao nếu như vậy chẳng phải ta sẽ không được gặp lại người nhà ta nữa hay sao Hùng Nguyên liếc nhìn thần sắc kinh ngạc của Tiêu Viêm, nhếch miệng mỉm cười nói: "Thật ra, cũng không phải không có cách nào, chỉ là đến bây giờ vẫn chưa có người làm được mà thôi." Nghe vậy, Tiêu Viêm lập tức buông tảng đá trong lòng, ít ra vẫn còn có biện pháp. Tiêu Viêm khẽ thở ra một hơi, hỏi: "Không biết là biện pháp gì? Xin tiền bối nhất định phải nói cho ta biết." Hùng Nguyên lộ ra nét mặt nhẹ nhàng, cười nói: "Thật ra biện pháp này rất đơn giản, đó chính là vượt qua đấu đế, sau đó việc gì cũng dễ nói hơn, nhưng ngươi cũng đã biết." ngàn vạn năm nay cũng chỉ có một người vượt qua đấu đế đồng thời sáng tạo ra không gian này độ khó việc này cũng có thể nghĩ đến trái tim tiêu viêm đập lỡ một nhịp thầm than thôi xong rồi lúc trước hắn từ những tin tức mà minh đế truyền cho hắn biết được muốn vượt qua đấu đế khó khăn đến mức nào không đề cập đến độ khó chỉ mỗi thời gian tu luyện cũng đã khiến tiêu viêm không thể chấp nhận được từ nhất tinh lên nhị tinh cần một ngàn năm nhị tinh lên tam tinh cần bốn ngàn năm tam tinh lên tứ tinh cần một vạn năm vượt qua tứ tinh lại không có thời gian nhất định, toàn bộ đều dựa vào tạo hóa. Như vậy, hắn cần bao nhiêu thời gian để lên đến cửu tinh đây? E rằng chờ đến khi hắn vượt qua đấu đế, người thân của hắn đều đã không còn. Nghĩ đến đây, trong lòng tiêu viêm trở nên ảm đạm. Nghĩ đến việc có khả năng không còn gặp lại người thân, tiêu viêm không có cách nào bình tĩnh được. Trải qua biết bao gian nan cực khổ, cuối cùng mới có được một gia đình như vậy. Nói không gặp được liền không còn gặp được, tiêu viêm cảm thấy cực kỳ khổ sở. Sớm biết sẽ như vậy, hắn tấn cấp đến đấu đế bỏ đi này làm gì chứ như vậy có nghĩa là hắn sẽ không thể gặp được huân nhi cũng như thải lân nữa cũng không thể gặp được các con của mình nữa lòng đau như cát nước mắt đầm đìa nhưng cũng chỉ sau một lúc hắn liền có thể lấy lại được sự bình tĩnh mấy chục năm qua hắn đã trải qua vô số lần tuyệt vọng từng bước một mà đi lên tự nhiên cũng đúc thành tính cách kiên cường tiêu viêm bắt đầu tràn đầy kiên nghị hạ quyết tâm mặc kệ nó đi vượt qua đấu đế liền có thể trở về vậy thì phải cố gắng mà vượt qua chí ít còn có chút hy vọng huân nhi thải lân các con chờ ta dù chỉ là một phần ngàn tỷ cơ hội nhưng chỉ cần có mục tiêu ít ra hắn sẽ không mù quáng mà tiến lên vì người thân của mình bất kể như thế nào tiêu viêm đều muốn cố gắng hết sức mà liều một phen hùng nguyên thấy hắn chỉ trong nháy mắt đã khôi phục vẻ tự tin liền sững sờ chẳng lẽ tiểu tử này nắm chắc vượt qua đấu đế sao không thể nào suốt bao nhiêu năm qua Biết bao nhiêu thiên tài cũng giống như Tiêu Viêm bây giờ, lúc bắt đầu thì tràn đầy tin tưởng, rồi từ từ sau đó cũng bắt đầu tuyệt vọng. Hùng Nguyên không tiện đả kích Tiêu Viêm, nên cũng không nói gì thêm, chỉ ngồi ngắm sao cùng hắn, tâm sự chuyện cũ, rồi lại nói một chút về thế giới này. Qua một đêm nói chuyện phiếm với Hùng Nguyên, Tiêu Viêm hiện tại đã biết được không ít, cũng khiến hắn trở nên nhiệt huyết, nội tâm sôi trào, lại nói, "Dĩ nhiên, không phải chưa từng có người đến đấu Đế Đại Lục, nhưng ở đây" khắp nơi đều có rất nhiều gia tộc cường hoành ẩn giấu, không ai có thể phát hiện, mà những người giả kia đi qua đó cũng đều đành bỏ mạng. Vậy nên, mỗi nơi trên đấu đế đại lục đều tràn đầy nguy hiểm, không kẻ nào dám khẳng định hắn ta là người mạnh nhất. Cũng không ai nói rõ ràng được, trên đại lục này có cái gì, ẩn giấu cái gì. Ở đấu đế đại lục, ngay cả cái chức nghiệp luyện dược sư cũng trở nên quỷ dị vô thường, phẩm cấp đan dược đã kinh biến đến mức vô hạn. Có lẽ, vị cường giả trước mặt ngươi chính là do đan dược biến thành một loại đan dược vô cùng thần bí tiêu viêm có thể tập trung linh khí trong trời đất sinh ra linh thức của bản thân loại linh thức này có lẽ sẽ vượt qua người thường bởi vậy hắn cũng biết ở đấu đế đại lục rộng lớn này ngay cả đan dược cũng không dễ trêu chọc có luyện dược sư đương nhiên sẽ không thiếu vật dùng để luyện dược trên đấu đế đại lục có một thứ được coi như là dị hỏa của đấu khí đại lục nhưng nó cũng không thể đánh đồng với dị hỏa ở đấu khí đại lục viêm đế là dị hỏa xếp thứ nhất thì ở đây nó căn bản cũng không được xếp hạng chỉ như vậy cũng đủ để thấy uy lực của thứ kia lớn đến mức nào ngọn lửa này được gọi là thiên hỏa đương nhiên trên đấu đế đại lục cũng không phải chỉ có thiên hỏa này bá đạo có một thứ gọi là tương sinh tương khắc có dương tất có âm có âm tất có linh đấu đế đại lục có ba kỳ đây là ba loại vật thể được xưng là ba kỳ vật kỳ thứ nhất thiên hỏa kỳ thứ hai quỷ linh kỳ thứ ba linh ấn ba kỳ này là vật mà người người tha thiết nhớ mong chúng có thể khiến người biến thành cường giả chân đạp vạn người chỉ trong một đêm cũng có thể khiến người biến mất khỏi địa lục này trong nháy mắt thế nhưng đây là thứ chỉ có thể gặp không thể cầu bởi vậy người có được ba kỳ vật này cũng chỉ lác đắc đếm trên đầu ngón tay một đêm này đã khiến tiêu viêm biết thứ được xếp vào hàng đỉnh phong ở đấu khí đại lục ở đây lại không đáng một đồng mỗi người đều có kỳ ngộ và số mệnh khác nhau hôm nay có lẽ ngươi không đáng một đồng ngày mai lại có thể một đêm thành hùng dù là ở nơi đâu cũng đều không thể thiếu hai chữ kỳ ngộ ở đây nếu không có thực lực ngươi chỉ là một con run con dế thực lực chính là hết thảy một đêm cứ như vậy mà lặng lẽ trôi qua mặt trời đỏ rực như gương mặt của một đứa trẻ số hổ dần mọc lên tiêu viêm và hùng nguyên liền cùng đi xuống như thường lệ mỗi buổi sáng tất cả đệ tử trong thiên minh cốc đều sẽ đến thao trường tỉ thí với nhau đây là lệ cũ của thiên minh cốc ở thao trường này người có thể lựa chọn đối thủ thực lực tương đương để luận bàn thu hoạch thêm nhiều kinh nghiệm chiến đấu lúc này trong thao trường rộng lớn đấu kỹ ngũ sắc rực rỡ liên tục được thả ra những âm thanh chiến đấu ầm ầm liên tiếp bộc phát vang vọng khắp một vùng trời tiêu viêm nhịn không được mà mím môi nhiều đấu đế như vậy tập trung lại tỉ thí với nhau tràng diện chiến đấu có chút khiến người ta phải lưu lưỡi phóng tầm mát nhìn khắp thao trường đệ tử thiên minh cốc có không dưới ngàn người với đội hình như vậy khó trách lại có thể chen vào thế lực đứng đầu ở đế châu cảm ứng được từng đạo khí tức tỏa ra tiêu viêm vô cùng tò mò đánh giá những loại đấu kỹ kia đột nhiên từ đằng xa một thân ảnh mặc trang phục thi đấu tiến về phía hai người hắn nhìn hùng nguyên một chút rồi hỏi ha ha nhị sư ca tiểu tử này là người mới tới hả nhìn thấy hùng nguyên không nói gì thanh niên này liền trực tiếp đưa ra lời đề nghị đối với tiêu viêm tiểu huynh đệ không bằng chúng ta luận bàn một chút được không lúc này hùng nguyên mới lên tiếng ta nói người tốt nhất đừng bắt nạt người mới nếu thích thì cùng ta luận bàn ok thanh niên liên tục khoát tay lắc đầu thực lực của hùng nguyên rõ ràng là mạnh hơn hắn không ít tiêu viêm ngược lại là cười cười đáp ứng nói hùng nguyên sư huynh không có gì đáng ngại, vị sư huynh này đã mời, ta cũng không thể làm hắn mất hứng. Hùng Nguyên bỗng cảm thấy khó xử, hắn sợ vị sư đệ này làm Tiêu Viêm bị thương, nhưng mà, thấy bộ dáng hiện tại của Tiêu Viêm, quả là tìm không ra lý do để ngăn trở, bất đắc dĩ đành phải nói: "Chuyện này, thôi cũng được, nhưng mà các ngươi nên biết điểm dừng." Rồi Hùng Nguyên nhìn Tiêu Viêm giới thiệu nói: "Vị kia tên là Mộc Phong." Tiêu Viêm gật gật đầu, chắp tay nói: "Mộc Phong sư huynh, xin chỉ giáo." một phong ngửa đầu phóng khoáng cười nói ha ha thật sảng khoái hôm nay nhất định sẽ cùng vị sư đệ này hảo hảo đánh một trận tiêu viêm cười gật gật đầu nhất thời khí tức hai người không giữ lại chút nào liền phóng thích ra ngoài một phong không nói thêm lời nào thân hình liền giống như quỷ mị phảng phất dung nhập với không khí tiêu viêm thì lại đứng bất động âm thầm đem linh hồn lực trải rộng ra một phong cùng ngô vĩnh đều là nhất tinh đấu đế trung kỳ tựa hồ còn mạnh hơn ngô vĩnh một chút khí tức hùng hồn từ giữa sân càn quét ra đấu khí màu đỏ sâm đem thân thể mộc phong bao bọc lại một cỗ áp bách vô hình làm cho một số người có thực lực hơi yếu hô hấp cũng có chút khó khăn đây chính là khí tức nhất tình đấu đế trung kỳ sao tiêu viêm hai mắt nhắm lại hắn có thể cảm giác được loại áp bách này có thể trực tiếp khiến một số nhất tình đấu đế sơ kỳ không còn dũng khí mà chiến đấu nữa lúc này tại quảng trường không ít người sắc mặt đều có chút biến ảo ánh mắt cũng tràn ngập ngưng trọng thực lực nhất tình đấu đế trung kỳ thế này tại bên trong thiên minh cốc cũng đã có thể tính là một cường xả rồi lúc này một đạo quyền phong sắc bén mang theo lực lượng cường hãn hướng thẳng mặt tiêu viêm đánh tới khi quyền phong vừa đến thì thân ảnh tiêu viêm đột nhiên biến mất trong lòng mộc phong lúc này mới cảm thấy kinh hãi kinh nghiệm hán phong phú lập tức biết tiêu viêm cũng không phải là người dễ đối phó lúc này trên không trung tiêu viêm nhanh chóng hiện lên cấp tốc ngưng tụ thành một đạo năng lượng hình trụ to lớn quát hoàng tuyền chỉ mộc phong cũng không thua kém lập tức bộc phát ra đấu khí màu đỏ sậm giống như hỏa diễm lượn lờ quanh thân sau đó nhảy vọt lên trên trời không khác gì chim ưng chụp mồi sắc mặt âm hàn song quyền ngưng lại quát lớn không biết trời cao đất rộng là gì quang dị liệt trong tay mộc phong quang mang thủ ấn lập tức đại phát với một tốc độ kinh người hình thành một khối năng lượng thể màu đen kịt bắn mạnh về phía tiêu viêm tiêu viêm quát lạnh một tiếng ngón tay trỏ bắn ra một cỗ năng lượng to lớn hình trụ ngưng tụ thành một đầu rồng khổng lồ phóng tới đối diện trực tiếp với khối năng lượng đen kịt kia hai cỗ năng lượng va chạm vào nhau trong nháy mắt vang lên một tiếng nổ cực kỳ chói tai tiêu viêm bị lực lượng của đối phương chấn lui mấy bước khiến máu từ khóe miệng tiêu viêm khẽ chảy ra hùng nguyên xem xét tình hình đang chuẩn bị xông lên trước ngăn cản không cho trận đấu tiếp tục nhưng hắn vừa mới bước ra một bước liền bị tiêu viêm ngăn lại tiêu viêm khóe miệng nghiện lên một tia chiến ý nhàn nhạt, nhạt nói chiến đấu vừa mới bắt đầu thôi đã rất lâu không được chiến đấu như thế rồi hùng nguyên sư huynh không có gì đáng ngại trong lúc luận bàn bị thương là chuyện rất bình thường mà một phong lập tức trợn mắt há hốc mồm hắn từ trước cho tới bây giờ chưa từng gặp qua kẻ nào ngoan cường như tiêu viêm không có thể nói là kẻ ngu ngốc như tiêu viêm mới đúng biết rõ rằng chính mình không địch lại mà còn muốn liều chết nếu như mình sử dụng toàn bộ thực lực sợ là tiêu viêm hắn phải thổ huyết mà chết ngay lúc này tiêu viêm quát lớn lên một tiếng tịch diệt hỏa liên vô số hỏa đoàn kỳ dị lập tức từ trong thân thể tiêu viêm bay ra từng cái bắt đầu dung hợp lại nhìn thấy một màn quỷ dị này những người xung quanh đều kinh hãi không thôi tại đầu đế đại lục này chỉ có luyện dược sư mới có năng lực ngưng tụ hỏa diễm nhưng vì sao lại dung hợp nhiều hỏa diễm với nhau như vậy hơn nữa một người tại sao lại có nhiều hỏa diễm đến thế chứ thấy một màn này các đệ tử thiên minh cốc cũng tràn đầy kinh hãi thốt lên luyện dược sư luyện dược sư trên phiến đại lục này từ trước đến nay vô cùng hiếm hoi mà vật hiếm thì thường quý cho nên mỗi vị luyện dược sư ở đây địa vị cũng là mười phần hiển hách không ai dại dột lại đi trêu chọc một vị luyện dược sư cả trừ khi hắn là đồ đần lúc này mộc phong trong lòng cuồng vọng cũng vì vậy mà thu liễm đi rất nhiều tiêu viêm từ khi đạt được đà xá cổ đế truyền thừa hiện tại dung hợp dị hỏa đã không cần đến phần quyết nữa dù bản thân không muốn bại lộ ra mình có dị hỏa nhưng nếu không dùng dị hỏa sợ là rất khó địch lại mộc phong mộc phong cũng cảm giác được khí tức tiêu viêm trong nháy mắt phát sinh cái biến cực lớn nên cũng không dám coi thường lập tức tung ra đòn sát thủ của mình. Mặc kệ kết cục như thế nào, bây giờ hắn cũng không quản được nhiều như vậy, khí tức đối thủ đủ để khiến cho hắn cảm thấy một áp lực cường đại. Hắn quát lớn, nghịch đế chi lực, đây là đòn sát thủ của Mộc Phong. Thân thể hắn chậm rãi xuất hiện màu vàng kim nhạt, khí tức cũng đột nhiên tăng vọt. Ngay lúc này, Tiêu Viêm đang nâng một hỏa cầu to bằng nửa căn phòng bay lơ lửng tại không trung, khí tức vô cùng khủng bố, sau đó ném mạnh hỏa cầu về phía Mộc Phong, hai luồng năng lượng mạnh mẽ va chạm vào nhau bộc phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc năng lượng ba động từng vòng từng vòng tạo thành một lớp màng khói bụi bao phủ hai người tiêu viêm cùng một phong trong đó hầu như tất cả mọi người trừ một số người có thực lực mạnh cùng với hùng nguyên là còn có thể chống đỡ tiếp tục quan sát trận chiến còn lại đều là vắt chân lên cổ chạy bán sống bán chết khói bụi dần dần tán đi hai thân ảnh chậm rãi xuất hiện y phục trên người mộc phong đều bị hỏa cầu của tiêu viêm đốt sạch chỉ có thể dùng đấu khí ngưng tụ hình thành lớp áo giáp che khuất phần hạ thể mà tiêu viêm tựa hồ có chút tốt hơn mặt ngoài thân thể ngược lại không giống mộc phong y phục chỉ lộn xộn một chút tựa như không có gì trở ngại hai người dĩ nhiên đánh ngang tay kết quả này vượt xa khỏi dự kiến của mọi người mộc phong mặc dù tư chất bình thường nhưng cũng có được mấy ngàn năm tu hành mà lại là tu luyện hết sức chăm chỉ tại cấp bậc nhất tinh đấu đế trung kỳ cũng thuộc tốt những người nổi bật thế mà cùng một tên gia hỏa nhất tinh đấu đế sơ kỳ lại chỉ đánh ngang tay cho nên là ai cũng sẽ kinh ngạc nhưng mà bọn họ cũng biết những đoàn hỏa diễm mà tiêu viêm vừa sử dụng cũng rất lợi hại. Nhiều loại hỏa diễm của tiêu viêm hợp lại cũng có thể so với một số thiên hỏa uy lực tương đối thấp. Thời điểm tiêu viêm sử dụng một phần nhỏ dị hỏa bản nguyên để phong ấn hồn thiên đế, khiến cho uy lực của tất cả dị hỏa suy giảm một chút, nhưng mà hiện tại đã khôi phục 10 phần khủng bố. Hai người đứng đối diện ôm quyền, Một Phong thản nhiên nói, tiêu viêm huynh đệ thực lực quả nhiên không phải tầm thường, không biết vừa rồi tiêu viêm huynh đệ đột nhiên xuất hiện hỏa đoàn là thứ gì vậy. Lúc này, thái độ của Mộc Phong xoay chuyển 180 độ, khiến bọn người Hùng Nguyên cũng có chút bất ngờ. Lúc này, trong lòng Mộc Phong cũng đang âm thầm nghĩ, gia hỏa tiêu viêm này quá quỷ dị, nếu như vừa nãy mình không thi triển toàn lực, chỉ sợ là đã gãy mất một tay rồi, về sau cần phải tránh xa tiểu tử này ra một chút. Tiêu viêm tất nhiên không thể tùy ý nói ra dị hỏa của mình, hắn không muốn gặp nhiều phiền toái, cho nên thuận miệng nói, à, thứ này chỉ là vũ khí bình thường mà thôi, không có gì đặc biệt cả, ha ha rồi nhanh chóng chuyển chủ đề nói một phong huynh đệ hôm nay chúng ta dừng lại tại đây đi ta còn có việc phải đi hôm nào rảnh rỗi lại tiếp tục cùng huynh luận bàn sao tiêu viêm vừa chắp tay liền đi thẳng về phía trước hùng nguyên thấy vậy cũng tiến lên đi theo đột nhiên một tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên khiến tiêu viêm khẽ giật mình ngẩng đầu hướng lên đài cao nhìn lại trong ánh mắt tràn đầy sự kích động không nói hai lời thân hình tiêu viêm lập tức quỳ xuống nói tiểu tử tiêu viêm bái kiến tổ tiên Tại thời điểm tiếng vỗ tay vang lên, Tiêu Viêm rõ ràng cảm nhận được huyết mạch chính mình rung động, loại cảm giác này không sai, tuyệt đối sẽ không sai. Ngay tại thời điểm đầu gối Tiêu Viêm vừa mới chạm đất, liền được một cỗ lực lượng đỡ lên, một vị lão giả nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hắn nói: "Tốt lắm, không ngờ Tiêu gia ta lại có một đấu đế nữa sinh ra, rất tốt, không cần đa lễ, đi theo ta đến tiêu tộc một chuyến." Lời nói vừa dứt, lão liền nắm lấy bả vai Tiêu Viêm, muốn mang người rời đi. Thì lúc này, minh đế trong nháy mắt đã xuất hiện cạnh Tiêu Viêm cùng vị lão giả, không nhanh không chậm, giọng điệu có chút bất mãn nói: "Ta nói này, Tiêu lão đầu, Tiêu Viêm được ta đón về, tuy nói hắn là hậu nhân của Tiêu gia, nhưng ta muốn thu hắn làm đệ tử của Thiên Minh Cốc, người làm sao có thể mang hắn đi dễ dàng như vậy được?" Minh Đế từ khi mang theo Tiêu Viêm trở về, bị y ma do đánh lén, nghe nói Tiêu Viêm có được thiên hỏa, lại nhìn thấy Tiêu Viêm xuất ra thiên hỏa hằng cổ xích, trên thân thể hắn lại phát tán ra một luồng khí tức kỳ dị lão có thể chắc chắn tiêu viêm này không đơn giản hôm qua lại nhận được tin tức nói tiêu viêm có thể cùng ngô vĩnh trực diện đối chiến mà không hề rơi vào thế hạ phong cho nên minh đế cố ý an bài mộc phong đến để thăm dò thực lực của tiêu viêm khi hắn tận mắt trông thấy tiêu viêm cùng mộc phong kết thúc trận đấu với kết quả hòa trong lòng lại càng thêm chắc chắn nếu có thể thu tiêu viêm trở thành đệ tử thiên minh cốc thì tương lai thiên minh cốc sẽ có được một lực lượng vô cùng mạnh mẽ cho nên lão quyết định lưu tiêu viêm lại nghe những lời này tổ tiên tiêu viêm liền nghiêng đầu nói minh lão đầu hắn là người của tiêu gia là ta nhờ ngươi đi đón sao có thể để hắn lưu lại đây được tiêu viêm chúng ta đi vị tổ tiên này của tiêu viêm chính là tiêu gia đời thứ hai mươi lăm cũng coi như là nguyên lão của tiêu gia tên là tiêu long tại tiêu tộc có địa vị rất cao là tiêu tộc tam trưởng lão giống như minh đế thực lực đạt tam tinh đấu đế tại đế châu cũng là một cường giả nổi bật cùng với minh đế có quan hệ rất tốt tiêu viêm đến đại lục này trong gia tộc liền cảm ứng được vì sự an toàn của tiêu viêm gia tộc cố ý an bài người có thực lực mạnh mẽ là tiêu long đi tiếp ứng thời điểm đi ngang qua thiên minh cốc tiện đường ghé thăm minh đế không ngờ đúng lúc đụng phải mấy vị trưởng lão thiên minh cốc đang đánh cược tiêu long trong lòng vốn rất mê đánh cược liền lập tức gia nhập còn thở là còn gỡ liền không thể dừng chơi tiếp được nên ủy thác cho minh đế hỗ trợ đi tiếp ứng tiêu viêm hiện tại nghe minh đế nói muốn đem tiêu viêm thu làm đệ tử thiên minh cốc hắn làm sao có thể đồng ý lúc này minh đế vội vàng tiến lên một bước tài khoác lên trên vai tiêu long cười nói lão huynh ngươi xem chúng ta là quan hệ như thế nào việc này ta còn muốn đa tạ ngươi đã để ta thay ngươi đi đón tiểu tử này nha đúng không ngươi nhìn trong cốc ta nhân tài như tiêu viêm tiểu đệ có được mấy người trước hết làm ký danh đệ tử trong cốc về sau nếu như tiêu viêm tiểu huynh đệ nguyện ý có thể chính thức trở thành đệ tử thiên minh cốc ta tiêu lão đầu ngươi thấy vậy có được không tiêu long cười khổ một tiếng bèn trong miệng lẩm bẩm nói ai mà thèm làm đệ tử cái thiên minh cốc nhà ngươi sau đó nghĩ thế nào lại nói tiếp nhưng mà chúng ta là lão bằng hữu đã lâu nên ta cấp cho ngươi một cái mặt mũi nhưng việc này đều phải nghe theo tiêu viêm định đoạt lúc này tiêu long cùng minh đế đồng loạt nhìn về phía tiêu viêm chờ đáp án nhìn thấy minh đế cùng tiêu long như vậy tiêu viêm liền mỉm cười với minh đế nói lớn tiền bối nói gì vậy việc này tiểu tử câu còn không được ấy chứ tiêu viêm nhớ là thời điểm hắn vừa tới đây nếu không có minh đế tương trợ chỉ sợ chính mình còn không biết đang lưu lạc nơi đâu làm ký danh đệ tử cũng không mất mát gì liền lập tức sảng khoái đáp ứng nghe vậy trong lòng minh đế lại thêm một tiêu vui mừng nói tốt tốt từ hôm nay tiêu viêm sẽ là ký danh đệ tử thiên minh cốc chúng ta tiêu long lúc này cũng là không nói gì thêm minh đế nói xong liền lấy từ trong người ra một mảnh đá màu xanh ngọc đưa cho tiêu viêm tiêu viêm nghi hoặc nhìn một chút lại không biết nó là cái vật gì nhưng tiêu long nhìn thấy mảnh đá đó lại giống lên nói úi mình lão đầu xem ra ngươi còn rất phóng khoáng nha ngay cả la bàn cũng lấy ra cho được mình đấy nghe xong nói lớn ta nói tiêu lão đầu ngươi đây là có ý gì rèm pha ta sao ta vẫn luôn đối với người rất hào phóng mà la bàn này ta không phải cũng đưa cho ngươi sao tiêu long chép miệng nói nhìn xem khối của ta không có tốt như khối này ngươi xem ra có chút thiên vị tiêu viêm nha minh đế dậm chân một cái nói ngươi hừ không tốt thì trả lại cho ta tiêu long lui về phía sau một bước đáp trên tay ta liền là của ta dựa vào cái gì muốn ta trả lại cho ngươi ngươi thôi không cùng ngươi so đo nữa đến đây tiêu viêm ta nói với ngươi cách dùng la bàn này minh đế bị tiêu long làm cho tức xỉ khói trực tiếp hướng tới tiêu viêm giới thiệu mảnh đá này có thể nói là vật vô cùng chân quý đệ tử thiên minh cốc bình thường sẽ không có mảnh đá này tên là la bàn tại toàn bộ đấu đế đại lục cũng chỉ có thiên minh cốc là chế tạo được chế tạo thứ này vô cùng phức tạp sử dụng lại vô cùng đơn giản kỳ thật đây chính là một truyền tống trận cỡ nhỏ ngươi đem đấu khí của ngươi truyền vào bên trong la bàn nó sẽ xuất hiện một chùm quang đoàn ghi nhớ vị trí hiện tại của ngươi chỉ cần ngươi không phải đang ở một nơi đặc thù thì liền có thể trong tích tắc truyền tống trở về tiêu viêm nghe vậy cũng không khỏi giật mình nói quả là đồ tốt không ngờ đấu đế đại lục này lại có nhiều loại đồ vật kỳ lạ hiếm thấy như vậy dựa theo lời minh đế nói tiêu viêm liền thận trọng truyền đấu khí vào trong la bàn một quang đoàn màu lam lập tức bị phân giải ra tại bề ngoài la bàn liền ghi chép lại vị trí tiêu viêm đang đứng sau đó hắn bay ra cách đó một đoạn khá xa chỉ sau một tí ý niệm hắn đã xuất hiện ở chỗ vừa được la bàn đánh dấu thấy vậy tiêu viêm cao hứng nói thật thần kỳ thứ này quả nhiên hữu dụng có thứ này không chỉ có thể giảm bớt thời gian phi hành hiệu suất đạt được cũng vô cùng lớn dùng để truy sát cùng với chạy trốn cũng rất tốt ha ha đa tạ minh đế minh đế cười khoát khoát tay biểu thị không có gì sau đó tiêu viêm không khách khí đem mảnh đá bỏ vào bên trong giới chỉ lúc này tiêu long đã xé mở một khe hở không gian rồi nói với tiêu viêm chúng ta đi thôi còn có rất nhiều chuyện phải làm đấy tiêu viêm gật gật đầu hướng minh đế và hùng nguyên cung kính chắp tay sau đó nhanh chóng theo tiêu long tiến vào bên trong khe hở tiến vào khe hở này một cỗ áp lực không gian mãnh liệt liền hướng tiêu viêm đè xuống tiêu viêm trượt biến sắc quy áp này so với bên trong thông đạo lúc hắn mới đến đây thì lớn hơn rất nhiều đã vượt qua cực hạn của hắn tiêu long nhìn thấy tiêu viêm có thể tiến vào vết nứt không gian này đã là không tệ hài lòng vung tay lên tạo thành một màng bảo hộ vây quanh thân thể tiêu viêm lúc này tiêu viêm mới thoải mái thở phào một hơi ngay lúc này đột nhiên tiêu long hướng đến tiêu viêm hỏi người vừa rồi sử dụng là loại hỏa diễm gì vậy đối với hỏa diễm tiêu viêm sử dụng lúc chiến đấu tiêu long cũng vô cùng hiếu kỳ nhịn không được liền hỏi tiêu viêm thấy vậy tiêu viêm liền đáp trên đấu khí đại lục nghe nói hỏa diễm này được sinh ra giữa thiên địa tự nhiên tên là dị hòa tiểu tử may mắn thu được mà thôi tiêu long nghe xong thì biến sắc hơi cao mày sau đó bắt lấy cánh tay tiêu viêm đấu khí lập tức lọt qua lớp phòng ngự của tiêu viêm trực tiếp tràn vào thân thể hắn miệng lẩm bẩm nói quả nhiên hành động của tiêu long làm cho tiêu viêm có chút mơ hồ liền lên tiếng hỏi tổ tiên có cái gì không đúng sao tiêu long thở dài một hơi nói dị hỏa sao tiểu tử kỳ thật trong cơ thể ngươi cũng không phải như ngươi gọi là dị hỏa đấu khí đại lục từ khi nào lại xuất hiện loại hỏa diễm này nhỉ? Tiêu viêm khẽ giật mình, nghi ngờ nói. Dị hỏa chẳng lẽ không phải từ năng lượng thiên địa tự nhiên tạo thành sao? Tiêu Long lập tức cười nói. Ha ha, dị hỏa trong cơ thể ngươi, thật ra là một đóa thiên hỏa ở trên lục địa này. Nhưng mà uy lực của nó bị giảm xuống mà thôi. Tiêu viêm thân thể đột nhiên rung động nói. Uy lực bị giảm xuống. Dị hỏa đã là thứ tồn tại đỉnh cao trong thiên địa tại đấu khí đại lục. Nói như vậy, thực lực chân chính của dị hỏa còn mạnh hơn nữa sao? Dị hỏa này, đến tột cùng là có lai lịch gì? Tổ tiên nói, dị hỏa này uy lực đã bị hạ thấp, vì sao vẫn còn khủng bố như thế? Lúc này, Tiêu Long liền kéo tay áo, duỗi thẳng cánh tay của mình ra, thình lình xuất hiện một vết sẹo bỏng thật lớn. Lão nói, nói đến thiên hỏa, thật đúng là việc xấu trong nhà. Thấy vậy, Tiêu Viêm cũng kinh ngạc nhìn vết sẹo thầm nghĩ, Tam Tinh Đấu Đế có năng lực khôi phục thân thể cực kỳ cường hãn, vì sao vết sẹo do bỏng lửa này lại xuất hiện trên tay Tiêu Long tổ tiên được? Tiêu Long để Tiêu Viêm nhìn một chút, sau đó kéo áo bảo xuống, lập tức nói, ngươi nhìn vết sẹo này đi, chính là bị dị hỏa trong tay ngươi đốt đó, mà mấy đóa dị hỏa trong tay ngươi, kỳ thật cũng chỉ là một đóa mà thôi, tại đầu đế đại lục mọi người còn gọi nó là thiên hỏa, mà đóa thiên hỏa trong tay ngươi, kỳ thật chính là xếp hạng thứ nhất trong Tiêu gia, trên toàn bộ đại lục cũng nằm thứ hạng 18 của bảng xếp hạng thiên hỏa, tên của nó là Hỗn Độn Thánh Diễm, Tiêu Viêm hoảng sợ nói, là Hỗn Độn Thánh Diễm sao? Hỗn Độn Thánh Diễm cái tên này là lần đầu tiên hắn nghe nói, tất cả dị hỏa của mình, lại vốn là đến từ cùng một đóa thiên hỏa, tụ tập cùng một chỗ, vì cái gì lại không có dấu hiệu dung hợp, chuyện này khiến cho tiêu viêm có chút nghĩ không thông. Bàn tay khẽ động, liền xuất ra một đoàn hỏa diễm huyễn lệ trên tay, nhìn một chút, sau đó hướng tiêu long hỏi, hỗn độn thánh diễm, vì sao lại phân hóa thành nhiều hỏa diễm như vậy? Tiêu long thở dài một hơi, nói, nói về dị hỏa ở đấu khí đại lục lọt vào tay ngươi, chỉ sợ lại là một loại duyên phận về phần tại sao lại chia làm nhiều hòa diễm như vậy vậy thì phải kể từ việc xấu trong nhà đến đây chúng ta đi gặp nhị trường lão sau đó sẽ nói cho ngươi biết thêm một số sự tình trong lúc tiêu long nói chuyện phương xa đã chuyển đến một màn ánh sáng rực rỡ bước ra khe hở tiêu viêm nhìn xung quanh một chút nhìn kỹ dưới chân trong lòng hắn rất ngạc nhiên xung quanh là một tầng mây dưới chân lại không có một mảnh lục địa nhưng mà cảnh tượng hùng vĩ nơi đây thật là khiến trong lòng người ta có cảm giác sảng khoái tiêu viêm tựa hồ tiến vào một loại cảnh giới kỳ dị thể xác và tinh thần đặc biệt thoải mái tiêu long mở ra từng mảnh từng mảnh đám mây lúc này một tòa thành thị treo lơ lửng giữa bầu trời chậm rãi xuất hiện tiêu viêm kinh hãi nói thành thị lớn như thế linh hồn lực của mình thế mà không phát hiện ra tiêu viêm theo sát tiêu long bay tới đằng trước ven đường toàn cảnh đều là kiến trúc hòa lệ cao ngất đa số vật liệu cùng tinh thạch tiêu viêm đều chưa từng thấy qua xem ra tại đấu đế đại lục tiêu gia có vẻ như cực kỳ phồn vinh Tiêu Long hướng Tiêu Viêm giới thiệu những kiến trúc khác biệt này, có đầu giá điện, đầu kỹ điện, học đường điện, đủ loại điện đường, khiến Tiêu Viêm có chút hoa mắt, mà kiến trúc hùng vĩ nhất trong thành, dĩ nhiên chính là Tiêu tộc chủ điện, tiến vào trong điện, người đến người đi, nối liền không dứt, một mực phồn vinh, Tiêu Viêm có thể cảm nhận được, hắn cùng với mỗi người ở đây, đều có một tia huyết mạch ba động. Đến đây AD xin khép lại tập này, cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu hay, đừng quên cho mình một like. Một đăng ký kênh và cũng đừng quên comment góp ý những ý kiến đóng góp của các bạn nhé cảm ơn các bạn nhiều